xong tư xong đi chùa ăn. Đúng rồi chị. Ra đi ăn không. Kinh nó toàn thằng mẹ đấy, còn thằng con gái trong cùng tí gần nhau, sang nhau. Chém vừa không biết là, không sâu của chém gió. Phép vừa. Chụp ngang rồi, chụp thì nhìn thì làm sao được chó. Mà ta hỏi con ớt quả con tốt. Con chó chạy tay phải. Đấy. Cái thể lực nó tốt. Nó mềm, có điều là thân thể nó không thể đuối rồi. Đổi kìa.